là sản phẩm mới của tớ, một robot đếm. Bây giờ mình sẽ khởi động nó. Để mình lấy cái con, mình bấm đây. Mình nếu như mình cho tâm ra. Rang đấy. Cho nó quả cái vỏ, có hai quả nó. Con mắt nó đang sáng. Nếu như mà nó thấy có bóng dưới, tại vì nó sắp đây.